Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Delam đây và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Total Warhammer, mở màn bằng một trận chiến lớn nhất phải nói là từ trước tới nay luôn. Với sự tham gia của phải nói là 4 full stack của quân mình với lại quân nó. Bên mình thì có tướng Urok Rukis với lại bên quân AI. Thì kỵ binh hơi bị đông, có khoảng 6 đạo sói, kỵ binh sói và 3 đạo kỵ binh sói bắn cung. Còn lại được khoảng mười mấy đạo Orc Boys và rất là nhiều cung thủ Goblin Archers. Trong khi quân địch thì hả, phải nói là quân tinh nhuệ, cực kỳ tinh nhuệ luôn. Hầu hết là quân Long Bear không à, quân đời cao không chứ không phải là quân Dawn Warriors nữa. Là có cả bọn Slayer dẫn đầu bởi tên Ugrim Ironfist. Level 9, mình level 10. Ôi trời ơi. Còn bên đây là quân đồn trú à. Quân đồn trú nhưng mà hả, tụi nó cũng có súng máy nè. Mình rất là sợ những cái bọn bắn súng này. Nó bắn đau lắm, kinh khủng luôn á. Rồi máy bắn đá nữa. Xong rồi còn bắn cung. Đây, Dawn Warriors Long Bear. Ôi trời ơi. Ok. Chiến cục thì cơ hội chiến thắng chia đều 50-50 cho mỗi bên. Mặc dù mình có bị thiệt thòi hơn một chút mà. À mà không biết quên bên quân AI mình điều khiển được không ta? Hình như là được á. Ally của mình 1976, nó 1344. Nhưng mà bên tụi lùng, quân lùng nó đáng giá hơn bên mình nhiều. Bây giờ mình sẽ thay đổi chiến thuật để cho cái bọn Orc lên đầu, chứ không có cho tụi Goblin lên nữa. Tại vì tụi Orc này nó di chuyển quá chậm. Cho tụi nó định cho tụi nó ở bên cánh đó, xong rồi đánh vòng qua. Nhưng mà tụi nó di chuyển chậm quá, nó chưa đánh tới bên trong thì tụi Goblin bỏ chạy hết trơn rồi. Cho nên lần này chúng ta sẽ phải có một cái chiến thuật hoàn toàn khác. Tập trung hết những cái con Orc Boys lại. Cả con này nữa, Orc Bitter mình xuống lấy luôn. Dàn một hàng lớn ra. Xong, hàng tiếp theo đó chính là cái hàng Goblin. Goblin này bố trí đi chung với lại những cái tụi bắn cung. Sau này mình sẽ thay thế từ từ hết tất cả những cái bọn bắn cung này. Đơn giản là tại vì những cái con bắn Goblin này nó bắn cực kỳ yếu. Bắn so với tụi những cái con lùn mặc giáp nữa thì nó bắn coi như là hoàn toàn không thấm gì đâu luôn á. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ mua những cái lực lượng kiểu như bộ binh nè, kỵ binh. Chú trọng vào kỵ binh nhiều hơn. Cho hai bộ cánh, hai đạo sói bên đây, bốn đạo sói bên đó, ba đạo bên đây. Tướng chơi ở chính giữa được luôn. Bên đây cũng là một thằng tướng nữa. Đội hình như vậy cũng tạm ổn rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ rút nó lại đi hả? Đó là một ha, kỵ binh này, kỵ binh số 2 đây. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng hành quân lên tấn công tụi nó. Để nhắm coi có thằng Ugrim Iron Fist của nó đầu tấn công đầu tiên. Giết tướng. Chạm tướng đầu tiên. Để nhỉ kêu ta.
Ây, bây giờ bắt đầu vô trận rồi. Cứ hai kèm một cho anh. Ok, chúng ta hẳn còn dư được nhiêu đây lính. Dòng qua. Rồi những cái đạo quỷ này cho nên hold 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 hold. Nó định đi tới đâu nữa rồi? Tới đây là vậy. Và tướng đâu? Đây. Cho nó một phát. Con này thì không có kỹ năng gì đặc biệt hết ta. Ôi mẹ, mất máu nhanh chứ kìa. Rút lui là thượng sách để cho nó chỉ huy lính thôi. Tốt, đã bên này xong rồi. 1, 2, 3, còn đã thứ tư đâu. What the hell? Ở bên đây luôn. Nice. Ba đạo chúng mày qua bên đó. Móc chúng nó qua bên đây. Bắn cung. Hai đạo này vẫn chưa có tấn công qua. Cái nồi gì này. Chúng ta cần phải, mục đích là phải đánh cái đạo đầu tiên này nhanh chóng, càng nhanh càng tốt, trước khi mà tiếp viện chúng nó đến. Không để cho chúng nó tiếp, quân của nó phối hợp với lại quân tiếp viện. Wolf Riders. Rồi đây bắn, bắn phụ nè. Đây, chúng ta hãy còn một đạo ở đây này. Chưa giải quyết xong. Kỵ binh đâu, một đạo nữa. Đây. Ra xử nốt đạo này, thế là xong. Nhanh lên mấy má ơi. Ở đây ta cho một phát vô đây là nó banh banh ta long luôn. Không không không. Lại 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 lại. Bùm. Chúng nó bị vây kín hết rồi mà hả, vẫn chưa chịu đầu hàng. Ghê chưa? Và bây giờ chúng ta có việc để làm rồi đó. Cho hai đạo ra đây, thậm chí là hả, cho 6 đạo ra luôn chứ. Rút kỳ binh ra là được rồi. Bên ra khỏi chỗ đó nha nó. Đuôi xuôi. Và nhanh chóng chuyển hướng qua bên đây. Còn 4 đạo này thì tập trung lại. Tình hình đây sao rồi? Shit. Vẫn chưa đánh xong à? Tấn công nó đi chứ. Lại có nữa nè. Để xem ở đâu có nhiều lính nữa. Đây toàn lính mình không à? Cho một phát vô đây nè. Xong rồi chắc là mình sẽ phải xử những cái đạo sói này. À lộn, những cái đạo bắn súng này, tại vì nó bắn đau kinh khủng.
À, đạo này đi qua đó đi. Nhớ là phải giữ tốc độ Skimit Mod lên. Và đừng có lo lắng gì nhiều, bởi vì chúng ta hãy còn dàn Goblin phía sau nữa. Cứ vừa bắn vừa thủ rồi. Ở đây có cái đám gì bù nhùi ở đây vậy? 1, 2, 3, 3 đạo. Đánh ở đây. Còn 3 đạo bắn cung này. Ok. Sự đẹp cái máy bắn đá đó đi. Yeah. Cứ đánh nó đi. Shit. Chúng ta phải có cách nào đó để xử lý cái bọn bắn súng này nhanh chóng mới được. Để nó bắn đâu kìa. Tứ mình đâu rồi? Tấn công đây nè. Ui trời. Con quỷ long bay ở đây nó đánh kinh thiệt luôn á. Vẫn tới, ok. Hình có vẻ không hay rồi. Cố lên. Về đây. Nice. Trời, còn có xíu máu à. Thế này mình chẳng không dám cho nó ra đánh đâu. Khoan. Bây giờ mình sẽ toggle Skimit Mod cho cái bọn bắn cung này. Giờ chúng ta chơi qua chơi bẩn, bắn và chạy, chạy và bắn. Mình hãy còn 3 đạo của kỵ binh sói để bắn nó mà. Đánh không lại thì phải chơi trò đó thôi. Ba đạo kỵ binh sói đang ở đây nè. Rút ra là chặt lại. Chặt qua đây. Move!
Oh man. Đi cái đảo này rồi à? 1 2 3 4 ở đây là. Ok. Hay quá. Con nó vẫy cờ trắng hết rồi. Ui giời ơi. Trời ơi, trận đấu nghẹt thở. Bây giờ cho kỵ binh tàn sát tụi nó, đặng lượt sau rồi mình đánh tay. Skirmish mod này lên, tốc gồm melee mod lên. Chủ yếu là giết những cái đạo long bear này, chúng nó mạnh kinh khủng. Tấn công, giết tụi nó không trường nào hết. Bây giờ mới rảnh tay rum rum lại xem tụi nó đánh nhau. Xem đội cung thủ của mình hãy còn y nguyên luôn, chả thiệt hại là bao nhiêu hết. Mà mình vẫn chưa giết được tướng đó. Ồ, giết sạch đạo đây rồi. Ok, thôi end. Đây một trận thắng quyết định luôn. Thắng trận này là mình có thể chiếm được cái căn cứ của nó đó. Mày còn cướp bóc nữa chứ. Cướp đi, tụi lùng này nó nhiều lắm. Nhiều tiền kinh khủng luôn á. Đánh xong rồi mình cướp. Cướp được 1000 mấy này nhưng mà trừ Phytis. Thôi cái đó không muốn đâu. 2000 đủ rồi. Cái mình cần là cộng cái này để tăng 14% tốc hồi quân cho quân mình nè. Đứa nào cũng thời thảm hết. Những cái đạo ọt nè, tội nghiệp là nó tấn công, trong khi những cái đạo goblin thảnh thơi đứng chơi, đứa nào cũng 120 còn nguyên, không bị gì. Cái việc đứng ngoài bắn, mà bắn không được bao nhiêu, không giết được mấy. Gì đây? Chà, phía nam là bọn top knot bây giờ bắt đầu nó hoành hành, nó đánh nè. Chắc nó lại cướp thôi. Nó cướp hoặc là nó chiếm luôn à. Nè, nó cướp rồi. Thêm thằng này ở đây nữa. Đây, bọn phía nam này có ít nhất phải là 2 full stack. Gì đây? Cộng này đi. Ồ, mình đang cần nhau để tăng leadership. Rồi, để quay lại cái chiến trường phía bắc trước đã. Bây giờ vẫn còn đứng ở ngoài à, chưa chiếm được nè. Còn 4 đạo thôi, nhưng mà mình rất là ngại những cái mấy cái thâu ở bên trong thành của nó đó. Cho nên ok. Đánh ông ta. Có máy bắn đá không? Có một cái battering ram nè. Nhưng mà bọn mọi kia nó bắn đào lắm. Nhưng mà biết sao không? Tại vì mình muốn xem cái thành có nó đẹp cỡ nào mà cái thành bọn lùn mình chưa đánh bao giờ. Cho nên rồi cứ fight battle đi. Để mình vô mình xem đánh trong thành quách như thế nào trước giờ hả? Toàn đánh những cái settlement mà chả có thành thiết gì hết. Còn đánh bọn ọt, đánh thành bọn ọt nhìn nhiều rồi. Giờ có thành người lùn thêm nó làm sao? Ủa mà quên, hồi trước có đánh một cái thành người lùn rồi. Ê mà cái thành này nó khác nha.
Bên trong chỉ là đám tàn quân thôi, người kia đã biến mất rút hết rồi. Bây giờ quân mình quá đông như vậy thì để cho những cái đạo gì đây, cho những cái con goblin nào đó để nó rocksicle, để cho con này nè lên đi chết. Những cái đạo này không chiến, đạo nào không chiến đấu thì hôm nay sẽ phải đi ra chiến đấu. Đây là những đạo chiến đấu nè. Hãy tạm toàn quân này rút xuống đây đi, để đứng mấy cái máy này nó bắn tower bắn xa kinh khủng luôn á. Đó, đánh cổng này nè. Rồi những cái đạo nào còn nhiều đâu, 36 không biết có nhiều không, nhưng mà 41 nè. Những cái đạo nào có thể đánh được mình cho ra đi đánh hết. Bốn rider luôn, cung thủ nè. Ok rồi đó, attack ra đứng sát cổng thành này. Mẹ mấy con black ops bị bắn kìa. Trời ơi, cái tower bắn kinh khủng luôn, bắn pháo luôn. Cái họng súng pháo đó đâu mà đây nè, ghê chưa, canon luôn. Cái này mà có quân đồn trú nữa là đánh tới mùa quýt năm sau cũng không thắng nổi. Thành trì quá vững chắc, thành cao hào sâu. Bùm, bắt thang lên đây con. Đạo nào mà không có đẩy thì bắt thang đi. Rồi cho mấy cái đạo này lên, nó bị bắn chết ổn lắm. Rồi vậy, vàng này lên đi. Tướng lên có khi nó bắn một cái hả, nát đầu luôn chứ đừng có giỡn. Tụi nó đứng trên tường thành nè, rồi bọn này bắn súng. Bùm 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 bùm. Oh man. Ghê chưa, ghê chưa. Má ơi, khiếp thật. Đi nhanh lên coi mấy ba. Chậm chết hết bây giờ. Mà đáng lẽ mình phải xem cái đạo này, đạo AI để cho nó đánh. Chút nữa đuổi diệt mấy con goblin này hết, để lấy tiền mua những cái đạo khác. Đập yếu đuối, yếu đuối. Đập. Được. Vô đi. Đập cho gì vậy? Nó không đi. What the fuck với ba tụi? Come on. Why no? Why 0%? You gotta be kidding me, right? Dưỡng tụi này khốn nạn. Cản đường làm cho quân mình không có đưa cái máy vô được. Giờ mới vô tới nơi nè. Bắt đầu đập nè. Ui. Asshole. À, tấn công hướng nào ta? Không, hướng này à. Leo lên nè. Đó. Đạo này tràn qua. Bên dưới thì cứ bắn lên, bắn volleyball ấy lộn. Bắn theo kiểu volley cầu vồng á. Chọc 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 chọc. Hình như là những cái khẩu pháo nó đã im miệng rồi sao á. Mình có thể cho cái này khó điều khiển vậy. Quỷ camera. Nó thiết kế hình như cái camera ở bản này thiết kế nó sao 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 á. Chạy rồi. Cổng cũng bể rồi đúng không?
Bây giờ đột kích vô. Bên trong nó là một đạo Nocrim Doom Doom Tamer gì lạ vậy. Trời ơi, coi tụi nó trúng tên kìa. Ảo, vi diệu vãi luôn. Trúng một đống tên mà mới chết đó. Đứa nào cũng trúng tên như nhím hết á. Các bạn lùn của chúng ta thật là vi diệu. Dưới làn mưa tên gì mà không chết nổi. Đây chắc chắn là quân của AI nè. Những con sói đâu rồi. Đây, chạy vô đây. Chiếm cờ cho anh. Oh, victory. Mà nhanh. Nhanh chóng, dễ dàng. Gì có thằng tẹo mà XP gain sắp lên 12 rồi, ráng lên 15 luôn. 7000, công nhận tụi nó giàu thật chứ. Loot và occupy. Đây đâu phải nhà của mình đâu mình lo. Dân nó, dân tình nó khổ kệ tụi nó. Để lượt này hình như là hết rồi. Để tuyển con Hot boy đi. Em tuyển một con thôi, để lần lượt sau có liền. Hoặc là mình dồn cái này lại nè. Để tuyển thêm nữa đó. Mặc lại tuyển thêm một học boy nữa. Năm thân nữa. Năm thân nữa mới hồi phục lại. Shit. Tuyển có 450 đồng. Oh. Bây giờ ha, ông thì ông qua đây ông đánh giùm tôi nè. Đó. Để coi trong thành nó có cái quỷ gì ở đây. Xây này đi đang tăng quân đồn trú cho chúng ta. À, có sẵn nhà lính luôn. Tuyệt. Ở đây sẽ là cứ điểm. Cứ điểm mới. Cái quỷ này chưa có lên được. Tại vì còn thiếu dân ở đây chưa có đủ. Chưa đủ đông. Ok. Đó là phía bắc đã tạm ổn. Quân của bọn lùng hoàn toàn bị đánh bại. Và trong một vài lượt tới chúng nó không thể khôi phục được. Chúng ta nên lấy cái đà đó để mà hốt luôn hai cái. Hốt luôn hết ba tỉnh này của nó nè. Không phải gọi là tỉnh mà gọi là cái cái này thì gọi là cái thành, cái thủ đô đi ha. Còn cái này gọi là cái làng, hốt luôn ba cái làng của nó nữa. Ở đây thì cái thằng con quỷ nó cưỡi kiệu Thorgrim nó đã trốn qua bên đây rồi. Và cái mà mình cần là mình phải tuyển thêm quân ở đây. Lấy thêm khoảng 3 xe bóng đá đi. Rồi bọn nào ta? Orc boy. Cứ orc boy mình spam vào. Còn bên đây Rimgor Ironhide. Này thêm 2 lượt nữa à. Phải đợi đến 1 lượt nữa mình phải chờ ở đây. Ads. Rút phát phần quân đồn trú. Đang xây cái này. Theo mình nghĩ thì nó chỉ đánh vòng vòng ở đây thôi, chứ nó không có dám đánh vô những cái capital thủ đô ở tỉnh này đâu. Tại vì thủ đô tỉnh này quân cũng đông kinh khủng á. Và mình sẽ còn nâng cấp nữa, đang 3 rồi, là có đồn trú nè. Ví dụ như ở Kazakh, Asgore nè. Orc, Black Orc quá trời luôn. Nếu mà tụi nó muốn đánh thì cũng khó, không có dễ, cho nên chắc là mình không phải lo về những cái đó. Còn nó chiếm những cái làng nhỏ nhỏ thì chút nữa mình sẽ lấy lại sau. Bây giờ cái mình cần là xây dựng quân đội để
để làm sao để có những cái quân đội đời cao hơn. Ở đây là kỵ binh đúng không? Và mình còn thiếu một cái nhà nữa để có thể xây có cái ô nào trống ta. Nhưng không có nhà nào trống hết rồi. Để coi nhánh cái nhà này coi. Bây giờ mình muốn xây Orc Base nè, là phải có một cái nhà nào đó cấp 3, nhà chính, một cái settlement nào đó có nhà chính là cấp 3 và có một cái slot trống để mình xây cái Bolster này mới xây được cái con Orc Base. Đây là những cái kỵ binh mà cần chiến rất là mạnh. Mặc dù cái tốc độ nó không bằng như cái bọn Goblin nhưng mà tụi nó chiến đấu trâu bò hơn nhiều. Và bọn này nữa thì khỏi nói. Bây giờ nhà này thì mình đang nhà lính thì mình có nhiều rồi, nhà lính cấp thường thì mình có nhiều và nhà này thì có mới có một cái à. Cho nên mỗi lần tuyển kỵ binh là mình phải tuyển local chứ nó không có thể nào mà tuyển local được. Để điểm giờ nữa này, đây nè, cái này là nhà mình để tuốt bên đây luôn, tuốt ở cái thủ tỉnh capital của cái tỉnh này là. Ủa còn capital nào nữa không ta? Cái sách Adan đã ở đây rồi. Vậy là có capital này với lại Karak Aspect là nó để cái gì đây? Lính thường hả? Dark Crack cũng lính thường luôn. Công nhận tụi bay cũng rảnh dữ. Giờ không lẽ đập cái này trời? Đập cái này đi xây xây con kia hả? Rút phát phân nhà cấp 1 nè. Ở đây mới 3 à. Xây được Black Orc luôn. Phải lên cấp 4 mới xây được. Hey, chủ yếu là những cái capital mới tuyển quân đời cao được. Chứ để những cái settlement nhỏ nhỏ xung quanh nó thấp hơn rất là nhiều. Chỉ có cái này là mình thường chú ý trọng mình nâng cấp lên. Nhưng mà cũng phải đợi để cho đủ population surplus nữa. Ok. À, khoan đi, để mình nâng skill cho con quỷ này. Nè, cưỡi Wyvern là cưỡi rồng. Nhưng mà phải đợi đến level 15. Cái này thì mình tăng cho nó đi. Melee Attack, Goblin, Boys. Đã Boys nè. Toàn Orc Boy không ạ? Weapon Strength cộng 3 for melee infantry unit. Ghê. Một điểm thôi, không có 2 điểm nữa. Giờ không lẽ đập cái lát rắc này đi ta. Không nên. Thôi. Ê, ở đây còn gì nè. Morkulus Goblin Big Boss. Cưỡi trên Spider level 5 sẽ được cưỡi một con nhện. Mà ông nội đó, ông đánh gì yếu quá. Thêm 3% of current targets. Ta cần phải sửa chữa ở đây. Nó đánh cho đã rồi giờ kêu mình sửa. Sửa tốn 520. Còn khốn nạn. Khoan sửa vội, sửa đánh tiếp làm sao. Don't like this one. Quỷ này biết nó sẽ đánh qua hướng này mà. Kệ, cho nó sống lay lắc đi. Chứ không mình kéo qua mình đập nó xài. Chiến thắng dễ dàng quá ha. Ôi chiếm được luôn kìa. Ê mà đánh cũng khá đó. Hai tụi này join với nhau rồi à. Dor join với Fruit Bar.
world is joyous. The silver road, con đường tơ lụa. Con đường bạch kim chứ. Ads. Do you take me for a wazzik? What? Cái đảo ấy của mình bị đánh thua rồi à? Ôi trời, vậy thì phải qua đánh nó ngay lập tức để nó không được để nó hồi phục lại. Thằng quỷ sứ. Ủa? Những cái thằng tướng vô danh. Slayer 64 đạo. Quân đồng trú. Thì mình có cây binh nè. Chắc cái này cũng đơn giản thôi. Không thấy cái thằng Iron Fist nữa ha, chắc nó chết nữa rồi. Hoặc là nó trốn xuống phía nam mà, trốn xuống bên kia qua chạy chỗ khác rồi. Ây, tuyết kìa. Ồ, cho những cái đạo này lên đầu. Goblin này yếu lắm, rút để bảo vệ. Goblin này chủ yếu là bây giờ mục đích mình không dùng để tấn công hay phòng thủ gì hết nữa, mà dùng để bảo vệ. Bảo vệ cho những cái quân này. Đó. Cái này sẽ tạo thành đội hình vậy đi. Thì bọn này rút nó lại nhóm 2. Cái binh thì quá ít. Hai đạo ít quá. General đâu? Đây. Ok. Hai trước. Một. Lâu lâu mình mới đánh cái trận nó thảnh thơi như vậy. Ngược ánh sáng nữa cho nên nhìn nó... Ui. Tua đi. Đi chậm kinh khủng luôn. Đây là hai đạo mình mới tuyển nè, cho nên lực lượng nó, số lượng nó đông hơn. Cái gì kia? Ôi, tụi nó đốt cái gì vậy? Tội nghiệp các em này sắp bị ăn thịt rồi. Xem nó để kiểu đầu hay ghét không? Ra tiệm hớt tóc nói hớt cho tôi cái kiểu này. Yes. Tướng vẫn còn ở đây cơ. Đứng chửi đi anh em. Chửi cho chết tướng nó luôn. Chửi đi. Kêu hả? Thách mày dám qua đây á. Thách mày dám qua đây. Có ngon qua đây mày. Ôi trời ơi. Chửi nó cái nó bắn rồi. Lên. Đó phải tạ đợi thời cơ để chừng nào mà ha, cung thủ nó rút ra sau hàng bộ binh thì mình sẽ bắt đầu cho sói vô.
phải có thêm chút máu me nữa mới hay nha. Chắc để mình mua cái DLC Plus quá. Nhưng mà công nhận hả, bọn Sega này nó hút máu rồi. Cứ chút thêm chút cái DLC, thêm chút cái vài đô, thêm chút. Muốn máu me cũng thêm chút, đáng lẽ cái đó phải free mới đúng. Xem Witcher của người ta kìa, người ta cho ra biết bao nhiêu DLC mà DLC nào cũng free hết. Cứ charge xong rồi rút ra xong rồi charge lại. Gì vậy? Bắn lửa đi. Sao chưa bắn hai bắn rồi? Những cái con này là những con sói thôi chứ không phải là con quà giống như ở trong Hobbit. Những cái con quà trong Hobbit nó bự hơn nhiều. Rồi, xử lý được con đó rồi đó. Ôi. Tướng đâu? Ủa mới không để ý chút thấy á. Tướng chạy đâu mất rồi. Đẩy cho nó một phát vô. Ôi đệt cái gì đây? Ơ, sao nó nằm té ngửa đấy rồi? What the fuck? Tại sao nó không hiện ra là bị chết hay gì đây chứ? Ông phộng không lẽ chết tướng của mình? Ôi coi bay kìa. Oh man, nghi lắm nha. Chết, cái gì đây? Ủa không còn giọt máu nào luôn. The boys are pleased. Đậu xanh. Sao cái hình đầu sọ rồi? Đây, trời ơi 10.000. Over again. Sạc kêu in battles. What the hell? Tự nhiên con tướng lên level 10 cho đẻ, 11 cho đẻ rồi giờ chết. Khổ thân. Kêu in action. Chán đời. Giờ phải kiếm con khác vậy. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Chứ không có lưu những con cũ mà ta. Bị chết mất rồi. Chắc là chỉ có Rimgore mới được không bất tử thôi. Chứ không có những con này là chết. Chọn con nào giờ. Chọn con này Aura Sai còn lên 15. Mình không thích những cái con phù thủy. Thích con này à. Ồ coi tiền kìa, 23.000.
giờ lại làm lại từ đầu. Ơ à, đừng nói mất hết đồ chơi luôn nha. Talisman Enchantress nè. Con này mình có cái gì nè? Có cái gì lấy hết vậy? Leadership cộng Goblin. Mao không có. Lại bắt đầu lại từ đầu. Very nice. Ready. Sửa lại này nha. Âm 35 luôn, khiếp quá. Xây một cái bot stand. Thế là mình giờ không còn thằng tướng nào hết, toàn tướng của bắp không. Ở đây là đâu mà tuyển được ít quân vậy? Cho vô nhà nào. Ba đạo Goblin Riders. Ốc là trời đất ơi, tuyển lâu kinh khủng. Nâng lên cái này nữa đi, đặng tuyển Black Ox cho nó nhanh. Fighting Pitch 4000. Tặc lưỡi hồi cứ mua luôn nha. Ở đây chắc là mình nên đợi để hồi quân thêm một chút xíu. Tiện mua một con Black Ox kìa. Ốc boy chứ. Phải tít cũng bị giảm nữa rồi. Giờ không biết tụi này nó định làm trò gì đây. Một đống troll luôn. Hãy để quân mình nó hồi phục thêm xíu đã. Còn bọn lùng này không biết nó có đánh lên trên đây không ta. Sao lít vô không được. À đây nè. Lekvar mà quân đồn trú cũng đông. Varenhill là chỗ này. Chưa xây được cái quỷ gì hết. Còn cộng rồi mà. À nó đòi sửa. Từ từ đi. Hắn chạy đi đâu kìa. Cứ phá mít này. Great news, my lord. Word is spreading across the land of a dark power rising in the northern wastes. The armies of chaos are on the move. They surely plan to invade the world of mortals once again. Bọn ác quỷ ở phương bắc. Your defenses well. For the forces of chaos spare no one in their quest for bloodshed. Đây là bọn quỷ dữ ở phương bắc. The rise of chaos, ghê chưa? Nó sẽ hủy diệt cả thế giới. Trong lúc cả thế giới đang đánh nhau thì bọn chaos xuất hiện và đánh hết tất cả. Province. Current opinion, what the fuck, 99.
mà kệ tụi nó chứ. Ôi nó đập cái này hả, thành bình địa luôn rồi kìa. Rune phế tích luôn rồi chứ chả còn cái gì á. Giờ mình phải đi mình cướp phá cho được nhiều lên. Ồ ồ. Mouse questions. Aha. Đây có tuyển thêm quân không? Chắc đánh nó qua đây rồi tuyển luôn. Nhiều lên, trời ơi. Xíu. Không thấm gì hết. Cướp hết. Ba đạo, ok. Thằng nào đây? Ờ à. Nè, thằng tướng chính mình nói là Thorgrim, còn thằng Iron Fist chắc nó chết rồi. Con 11 kìa. Đợi đợt sau mình đánh thằng này luôn. 16. Tốn 100, cha cha gần hết tiền rồi. Nuôi nhiều quân quá. Chơi luôn, chơi hai full stack bên đây luôn. Toàn ọt không. Rồi bây giờ có thể qua bên đây đánh được thằng này nè. Đứng ở... ở đây là vẫn là nước mình mà. Tụi nó bị cái gì đây? Ha. Mình phải cẩn thận xem những cái Obedient ở những cái vùng này. Mình sợ nó không có giảm xuống quá thấp. Cứ tuyển lính đi. Rồi lượt sau chúng ta sẽ lại đánh tiếp. Con này nó đang đe dọa cái tụi Scorpii nè. Mà bọn lùn quá tụi nó không có chết nổi đâu. Ở phía bắc tụi nó còn nhiều thành trì lắm. Mouse Gumbors ở đây nữa nè. Tuốt ở trên lận. Và tuốt ở trên nữa. Đó chính là vùng đất của bọn Chaos ma quỷ. The Scourge Foreign Sea. Biển băng. Vùng núi băng giá ở phía bắc. Bây giờ chắc mình tạm thời mình khoan đánh ở phía bắc nữa. Mà tranh thủ phải làm gọi phía tây mới được. Phía tây giờ nó đã cướp phá mình dữ quá. Nó đánh thì nó cũng chưa có đủ thực lực để nó đánh đâu. Nhưng mà nó cướp vậy cũng mệt quá. Mục tiêu bây giờ là mình sẽ chiếm lại Iron Rock, Caradon và sau đó sẽ lấy thế đó để mình làm ký hiệp ước hòa bình đối với bọn lùng. Cái gì đây đây? À, còn gì nữa? Dĩ nhiên là Warborn. Sửa đi ha. Ở đây cũng bị hư hại nữa. Tôi khốn kiếp. Đập luôn. Không cần xây đó nữa. Tại vì mình có nhà lính nhiều rồi, chỗ này có thể mình xây một cái gì đó khác. Trốn đi đâu vậy cưng? Rồi xong. À, dám đánh hả? Ở quân mình thấy cũng nhiều mà sao lại là cái balance of power nó thấp dữ vậy? Giờ chỉ cần giết thằng tướng nó thôi là xong rồi. Mày hả bưởi? Chắc là nó đánh giá quân mình là không có tướng chỉ huy cho nên còn tướng nó level 14. Để xem sao bạc. Toàn súng máy, ấy lộn toàn
bắn nỏ không à. Bốn đứa sao bạc luôn à, sao bạc là rank 4, rank 5 nè. Mình có cung, yếu chỉ có bốn đạo này thôi thì làm được ăn được cái gì. Nhưng mà cố gắng tiêu hao sinh lực địch càng nhiều càng tốt. Bây giờ bọn nó nghèo lắm rồi, nó không có, nó bị chiếm rất là nhiều thành cho nên nó không có thu nhập nữa. Còn trong khi kinh tế chúng ta lại khá giả hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn thấy nó đâu có đủ tiền nó mua thêm quân đâu. Để nhắm một quỷ tướng này giết. Sợ. Cặp súng là ghê chưa. Loại tụi này khỏi vòng chiến đấu ngay. Bày đặt cưới kiệu hả con. Cha. Bum 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 bum. Rút ra và chọc lại. Phải giết được thằng này nha. Tụi kia có thể bỏ qua nhưng mà thằng này giết được đi. Đánh cho nó wounded cũng được. Ê, nó té nữa. Chết ngắt rồi. Wounded rồi. Thì chắc là nó sẽ rút về một cái thành nào đó. Tướng nó chết rồi mà nó vẫn chưa chịu đầu hàng nữa. Cao quân nó chết nhiều rồi đó. Ôi hút yếu quá, không có xi nhê so với tụi nó. Trong khi quân nó chiến đấu càng ngày càng hăng rồi. Đây là vẫn thua à? Come on đánh như đó. Ôi trời, tụi nó lấy lại tinh thần hết rồi. Thôi tiêu.
Nhát thịt. Nhưng mà mình cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu đề ra là giết thằng quỷ râu trắng Thoát Grim. Quân nó cũng giảm sút đáng kể, những cái đạo này gần như chết gần hết luôn á. Ê, nó vây thành kìa. Ô, lại thêm một đạo nữa. Lắm hết. Toàn tin cướp phá đâu kéo dài không. Cái lại thêm một full stack nữa. Bây giờ bên nó phải nói là 3 full stack kéo vô quá đánh vào mình nữa. Cái thành nó đánh mù quýt làm sao cũng chưa xong. Với lại còn nhiều lương thực lắm không phải lo. Winston này xây một cái stand này edit. Get out of my head. Rebel kìa. Có đồng lưng quân rồi. Tôi sợ nó đánh qua đây hả? Ngàn rưỡi. U cha hết tiền kìa. Tiền thì kiếm đâu ra tiền nữa vậy? Ê, kéo qua bên này đánh kiếm tiền coi. Không ấy đi quýnh tụi này trước nữa. Một top knot. Cái trận này là mình phải thắng. Ok, nhưng mà chắc là mình sẽ tạm thời xây game tại đây đã. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới cho cái trận chiến này. Cảm ơn và bye bye.